Rồi, xin tổng chào tất cả quý vị và các bạn yêu cây cảnh bonsai nhé. Nay tôi lại tiếp tục lên một cái lô hồng ngọc mai với lại một số cây bông trang lá nhỏ cho tôi bán cho mọi người nhé. Rồi con B lên đi. Rồi, cây số 1 này. Cây số 1 này mình để cho mọi người là 300k nhé. Mình bao ship toàn quốc nhé, đóng thùng cẩn thận nhé. Gửi cho mọi người nhé. Đó, cái cây này nó cũng to rồi đấy. Quay cho nó rõ ràng lại. Rồi, cây số 01 nhá. 01 này là 300k, nó một số nhiều mình nên là tùy theo mỗi người thích mỗi dáng đấy. Mình quay thì 300k mình bao ship, còn nếu mà không 250k thì mình không bao ship, nhưng mình bao ship đi cho mình đóng thùng cho nó cẩn thận luôn nhá. Rồi, cây số 1 này là 300k nhá. Rồi, bỏ xuống. Rồi, cây số 2 này. Cây số 2 con. Đó, cây số 2. Cũng 300k luôn. Thử mình lấy cái rồi, cứ quay một vòng cho nó rõ ràng con. Đấy. Đấy, cũng 300k cây mã số 03 nhá. 03 là cũng 300k. Số 2. Số 2 đúng không? Rồi, để xuống. Để xuống con này, cây số 3 này. Rồi. Đó, cây này sau này về uốn theo cái kiểu dáng đổ, dáng siêu, dáng bạt phong cái gì thôi, nó nhiều kiểu lắm. Cứ cái củ nó còn đang nằm bên dưới nó đẹp lắm. Đó, cũng đồng giá luôn nhá, cũng 300k. Mã số 03, 300k nhá. Thì mọi người cứ lấy cây nào là cứ kết bạn Zalo rồi mình đóng thùng mình gửi cho. Số Không, cứ không phải cái số, cứ nói như vậy là tí nữa mình ghi vào trong này là mọi người biết mà. Ý là họ chụp màn hình lại là mình biết số 03 này là cũng 300k nữa. Đây, xoay vòng đi con. Đó. Rồi, 300k nhá. Đó, đẹp đấy, cây này về nó nói chung cái củ nó là nó chuẩn, nó về mình chỉ có vào dây thôi. Rồi. Rồi, cái số mã số 04. Ơ sao nó méo méo vậy? Rồi. Đấy, nó cũng to lắm đấy, nhưng mà nó lùn lực, cái này nó đang mình còn đang nuôi về là mình cứ trồng khỏe mình nuôi, xong mình vào dây mình bẻ ra là nó to lắm, nhìn nó cũng đẹp đấy. Đó. Đấy, cứ xoay kỹ vòng. Đấy. Mã số 04 nha. Đấy, 04 cũng 300k, nói chung là cái cây thì nó đồng giá nhưng mà theo cái sở thích ấy, thì mỗi người chơi mỗi dáng kiểu với nhau. Đó. Đồng giá là 300k nhé, một cây. Đấy. Mã 04. 04 cũng 300k. Đó. Rồi. 05. Đó, cây này cũng to đấy. Đấy. Cũng đồng giá luôn, cũng 300k nhá. Cũng bao ship. Đó. Đó. Xoay một vòng lại cho mọi người xem này. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ nhá. Mua ghê đợt này nó dịch giã này mình cũng để cho mọi người, cây này giờ là nó cây này nó mình chọn toàn những cái cây to nhá. Còn tí nữa có cái lớp nhỏ ấy mình lên sau cái lớp nhỏ. Mình cứ lên hết cái lớp to nữa. Đó. Quay chậm chậm thôi con trai để cho mọi người biết. Mọi người còn ủng hộ chứ. Đấy, nhanh này. Rồi, cây này là 05 nhá. 05 này là cũng 300k nhá. Rồi, tiếp tục. Số 6. 06. Để cho nó thẳng lại con. Đó, 06. Nói chung là toàn mình chọn toàn cây tuyển không cho mọi người chơi nhá. 06 này cũng 300k luôn. Đó, nhưng mà về tùy theo mỗi người chơi, nó còn dễ nữa, nó còn nằm thứ quay đến con từ từ thôi. Đây này. Nó còn nằm ở dưới đây nữa này, nó nằm dưới đây này. Nó nằm ở dưới dưới này nó còn cuộn cuộn ở đây này. Đó. Rồi, tiếp tục quả con số là Chưa à? 007 này. Phông cao này, vì sau này mình ai thích phông cao thì ớ để cho nó thẳng lại con ơi. Đó, cây này nó cũng cuộn dễ, nó còn đang nằm ở dưới đây này, nó cuộn ở dưới đây này. Đấy, nó cũng cuộn cái này nên là nó còn ấy đấy, sau này nuôi ít bữa thì nó cũng có một số hoa rồi này. Đó, nhưng mà cây mình đâu cần hoa đâu mà vì đóng thùng đi thì nó cũng rụng hết à. Thì mọi người nhớ ủng hộ kênh nhá. Rồi mua ủng hộ shop thì tôi bán giá hợp lý cho, bao ship 300k này. Cái mã số 07. Rồi.
cũng 300k nhá. Đó. Ngay với là đẹp. Cái nào cũng đẹp hết. Còn những cái cây có này. Cây nào cũng đẹp hết, mỗi người thích mỗi kiểu. Rồi, cái này là 08. Rồi mã số 08 nhá. Cũng 300k luôn, cái củ rễ nó còn đang nằm ở dưới đây này. Đó. Đó, cũng 300k, con cứ xoay lại một vòng cho tròn tròn, từ từ. Này nó kia nào kiếm có điều kiện mua cái quả xoay khác ấy. Xoay cho nó dễ hơn. Đó, cái này về là cứ nuôi một thời gian nữa là mình cho dây vào mình bẻ ra, mình lọc lại những cái nào cần thiết ấy. Cái này nó nằm bên trong này. Đó, bỏ đi. Đó. Ừ, 08 cũng 300k rồi. Lấy con quả số 09 đi con. Ở đây yên. Để trong đây. Để trong đấy nó kẹt và nó không có quay được con. Ừ. Đấy, để như vậy này nó mới không kẹt, tại mình gà hàn sơ sơ mà ấy mà. Đó. Còn con quả 09 này cũng 300k nhá. Vậy thôi 300k là được rồi, vậy bán cho mọi người vậy với người ta mới mua chứ. Mua ủng hộ gia đình nhà mình đang khó khăn mà dịch này bán bớt đi thì cái bé bé đâu có bán đâu, bé mà sao mà bán được con. Rồi, cũng 300k nữa, cái số 9. Rồi 09. Rồi còn con quả 010 cái nữa là hết cái lớp cây vừa vừa to to, còn sang lớp cây nhỏ. Rồi. Đó, cây này cũng hay đấy. Cây này thì nhỏ hơn tí, 250k nhá. Cây số 10 này là cây 250k nhá. Đấy, cũng bao ship. Đó. Rồi, con B cặp là cặp cặp đấy. Cặp đầu tiên đấy. Số 1. Không, cặp này là cặp số 1. Sao lại một cây này như nhỏ này thì mình phải nói là số cặp số 12. Số 12. Số 12 một cặp này 250k một cặp nhá. Bao ship, nó cũng cái này là nói chung là phông nó rất là cao. Để gọn lại con từ từ. Đấy. Đó, phông nó cao và mình làm dáng đổ. Nhưng mà cái cây này nhìn nó nhiêu nhiêu như vậy. Thì đấy vì sao về làm dáng đổ là người ta làm như vậy. Rồi, 250k một cặp nhá. Bao ship. Đấy, cặp số 12. Để yên con, bê xuống đi con. Bê xuống đi. Rồi 12. Rồi, bê cặp khác thôi. Cặp số 12 này là hai cũng 250k đồng loạt, mình cứ để ai lấy cặp nào thì nói chung là nó có cái cặp dài hơn mà nó để xa xa đi cho nó dễ nhìn. Đấy, nó cao lắm, nó cao đây 30 phân cơ. Đó. Đấy, cặp số 13 đấy. Nó cao lắm, cái này về dựng uốn mình ở chỗ ốp đá hay đấy lúc đấy thì làm, còn bây giờ nó đang cứ ngả vậy. Rồi. Xoay không, cứ để yên con. Bỏ ra đấy, bỏ ra cứ bỏ. Đẹp. Đẹp thì tự mà họ về ai làm gì thì làm. Rồi, cái này cũng 250k bao ship nhá. Rồi, cặp số 13, cặp số 14. Đấy. Cũng đồng giá luôn. Con xoay đi một vòng cho mọi người xem cho nó tròn, cầm cái xoay đó. Thế nó dài, nó cao này nè. Về là ốp đá là chuẩn đấy, xoay đi. Dập đá rồi là mình vào dây mình làm đổ hay thế nào đó, phông cao này dễ làm lắm này. Đó. Cặp số 13 cũng 250k. Rồi. Cặp số 13. Số. Đây. Cặp số 5. 14. 15. 14 cứ để lên đi. 1 2 3. Bố vừa bảo cặp 14. Xoay đi vòng đi con. Này về ốp đá này tuyệt vời đấy. Rồi. Xoay đi một vòng. Đó. 14 cũng 250k nhá. Rồi, để xuống đi.
cho mọi người ngắm tí. Thôi thì cứ để xuống đi, để bố lại lên cặp khác. Rồi, lấy cặp khác. Rồi cặp số 15 là hết cái hồng ngọc mai, nó cũng cao dài. Này về mình vào dây, bắt đầu mình bẻ ra mình làm đổ hay là mình làm siêu hay trực cái gì đấy thì mình làm mình ốp đá mọi người đấy nhá. Đấy, cặp số 15 cũng 250k nhá. Bao ship. Bao ship. Đó. Rồi con để xuống con bê trang vào đi. Ship toàn quốc. Bê bông trang vào đi. Rồi con bê bông trang vào đi. Để lên đi, để lên đi. Bê trang này thì quá già nu rồi. Rồi con quay đi đã, quay đi đã. Quay xung quanh đi. Rồi cây trang này là mình để cho mọi người là 200k nhá, bao ship. Nhưng mà nó già nua rồi, nó cổ kính rồi đấy. Mình làm được một nước dây rồi. Đó. Thấy không? Nó già nhìn nó cổ kính đấy. Nói chung hợp lý đấy, tại chơi cái cây này nuôi nó cũng quá lâu rồi mà. Cái giá này là giá để cho mọi người chơi cho nó dễ. Bao ship. Rồi. Cái này cây trang này, cây trang số mười sáu này, 200k nhá, bao ship đồng loạt hết 200k. Con bê lên đi xuống cây số 16. Đó, cây số 17 này, cái trang 17 này, nhưng mà phải nói cái thân cành nó đầy đủ hết rồi đấy. Và nuôi nói chung là cũng chỉ là một bữa nhậu thôi, nhưng mà có một cây nói chung là bonsai là thành phẩm rồi đấy. Nó cũng chưa được hoàn hảo lắm, nhưng mà như này là nói chung là nó cũng là hần cầu như là ổn rồi đấy. Về chỉ có việc chơi thôi, tôi thấy là giá này là hợp lý đấy. Bao ship đây là bán cho mọi người chơi cho nó sướng thôi, chứ còn nuôi nó cũng lâu rồi. Đó. Thế này tại mùa này qua Tết này là nó không, tôi bước cấu hết cái hoa rồi. Đó. Cái số 17 đấy. Rồi, cũng 200k bao ship. 18. Ừ, 18. Rồi con xoay đi một vòng. Để dưới này đi cho nó sạch. Đấy, số 18 đấy. Đấy, cũng 200k bao ship. Này chơi cho nó sướng. Nó thành ổn ở đây, về chỉ có nuôi là ra hoa thôi. Nếu mà về là có điều kiện là thay vào cái chậu cao cao một tí nữa. Thích chữ nhật thì cho chữ nhật, thích tròn thì cho tròn. Đấy. Rồi. 18. 200k. Rồi. 19 đấy con. Rồi đấy, cây 19 đấy. Cũng 200. Ừ, cũng 200, con cứ xoay đi, xoay đi. Đó. Mong mọi người nhớ ủng hộ nhá, ủng hộ mua dùm kênh nhá. Đấy, cũng 200k. Ừ. Rồi là lên cây cuối của video đi, kết thúc video nhá. Cũng 200k đâu, cây số 20. Ừ, số 20. 20. Rồi con quay đi một vòng, quay đi một vòng. Cây cuối cùng là cây số 20. Đó, cũng 200k bao ship. Rồi mình ai có nhu cầu mua thì kết bạn Zalo, rồi mình nếu mà sợ không tin tưởng nữa thì mình sẽ quay lại một lần nữa trên Zalo, rồi mình sẽ đóng thùng mình gửi cho mọi người. Rồi mọi người nhớ ủng hộ gia đình nhá. Nhớ đăng ký kênh và thấy hợp lý thì chia sẻ cho mọi người cùng mua để mình bán mà. Ừ, ai có nhu cầu mua thì giúp đỡ mình với. Ừ, nếu mà ai không mua thì có nhu cầu ai ấy thì chia sẻ cho tôi để tôi có tiếp tục lên video sau. Rồi, chân thành cảm ơn mọi người nhé.